anh chia sẻ làm sao để xin data giữa RIC db và RIC db trong cqrs cứ tưởng tượng hai luồng một luồng đồng luồng ghi thì khi mà ghi xuống database ấy, thì phải đảm bảo là cái gì data nó coi như là được sinh đồng thời ví dụ nếu mà trong một cái môi trường database có kích hoạt cái chức năng replication, thì nó có là database master và có thể nhiều nhóm server đúng không thì tùy cái cách thiết kế thì Slaver chính là nơi à, để đọc, đó còn tơ có thể là chính là nơi để ghi. Thì giữa đọc và ghi các bạn làm sao để mà hạn chế cái độ trẻ nhất định để khi mà đọc đó, đọc lên cái dữ liệu mới nhất hoặc là ít ra nó là là nó không phải bị dirty read hoặc là à, dữ liệu bị bẩn hoặc tức là đọc những cái thứ dữ liệu không chính xác do quá trình ghi tạo ra. Đó. Thì cứ tương tượng đi. Hai ở trên có hai cái ống nước, một cái hút lên, một cái đẩy xuống thì làm sao hai cái môi trường database này nó có cái tính trình tác vụ background đó, nó xin data lại với nhau thì anh cũng đã thử rồi ở trên cloud rồi nó có cái đồ trễ đó, ít nhất khoảng một hai giây đó. và nếu mà muốn giảm cái độ trễ này thì phải tăng cái size tức là tăng cái level uh, sử dụng của cái database lên đó. tức là tăng gọi là tăng cái, cái layer cái pricing layer đó, tăng gọi là trả <laughs> tiền nhiều thì cái đồ trễ nó sẽ giảm xuống nó không còn cách nào khác và khi mà nói tới đụng tới CQRS á, người ta không có cái lý thuyết là update data trong đó nữa là mọi thứ là đều bending, đó cái data là nhồi vô theo kiểu là hoặc là delete hoặc là insert thôi à, chứ không có cái cái thao tác gọi là update tại vì update á, là nó có cái độ trễ là lý do là bạn phải get từ sụp rất đúng không lock cái item đó lại ghi ngược lại lúc đó mới nhả lại cái track đó thì lúc đó nó đã trễ mất rồi thì thường thường nó, ảnh hưởng bộ phong mình cho nên đụng tới cái bộ mà CQRS thường thường là thiết kế database là hoặc là thiết kế kiến trúc ứng dụng là người ta tránh tốt nhất có thể tránh nhiều nhất có thể về cái hoạt động là update còn về thiết kế như thế nào vận hành như thế nào thì nó phức tạp á, cái đó phải đi sâu nữa ngoài những cái lý thuyết đó những cái cái anh đề cập đó thì phải thiết kế versioning như thế nào nữa đó, versioning cái database cái record như thế nào nữa đó cho nó hiệu quả. Ví dụ nhiều lần update thì chắc chắn là khi mà đọc lên là lấy cái thằng mới nhất đúng không? Ok, giờ nói về event sinh Là một mô hình thiết kế trong đó trạng thái của một ứng dụng được xác định bằng một chuỗi các sự kiện. Thay vì à, chỉ lưu trữ trạng thái cuối cùng của dữ liệu hệ thống lưu trữ mỗi 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 thay đổi dữ liệu dưới dạng một sự kiện chứa toàn bộ thông tin về thay đổi đó. Các sự kiện này được lưu trữ theo thứ tự xảy ra và có thể được sử dụng để tái tạo lại trạng thái của ứng dụng tại bất kỳ thời điểm nào. Ok, bây giờ anh giải thích như thế này. Sản phẩm tồn kho, ví dụ theo định kỳ hoặc là theo một cái chu kỳ bất thường là sản phẩm được nhập kho. Đó, ví dụ như có thể một tuần hoặc một tháng, đó hoặc một quý, hoặc thậm chí vài ngày là có, có số lượng nhập kho một lần thì cái số lượng nó có điều sự điều chỉnh. Thì về thiết kế hệ thống là không ai thiết kế là trực tiếp khi con số đó nằm trong một cái điều gọi nhất định ví dụ sản phẩm A sản phẩm có ID là A thì có cái số lượng là là 5 với một cái giá là ví dụ như là 100.000 là đơn giá đúng không thì không ai mà thay đổi những số liệu bằng cách override những con số đó cả người ta thay đổi bằng cách là nó có một cái bảng gọi là history đó, lịch sử thay đổi giá thì cứ thêm hay thay đổi giá vậy thì luôn luôn là nó thêm cái dạng history đúng không những cái những con số này là luôn luôn khi mà được cập nhật có một cái sự kiện thay đổi xảy ra, thay đổi có thể là thêm mới, có thể là có thể là tăng số lượng hoặc là tăng giá, có thể là giảm số lượng hoặc giảm giá, nó có thể là delete luôn. thì những cái cái thay đổi này người ta cho nó là như là cái event cái sự kiện và những cái sự kiện này nó phải được lưu trữ dưới dạng tịnh tiến là từng đi kho đi một. đó trong quá trình ghi vào như vậy đó, thì ví dụ nó có cái số liệu là giá trị cũ giá trị mới Ví dụ giá cũ là cái gì, giá trị mới là vì gì, cập nhật khi nào, ai cập nhật. Thiết kế như vậy thì ở trên khi mà có cái sự kiện update hoặc là báo cáo thống kê gì đó thì nó phải bắt nguồn từ cái nhóm event này, đó, từ cái bản history này. Hầu như là data nó phải dựa trên những cái cái bản history này. Về cơ bản người ta gọi là event source, có nghĩa là bắt nguồn từ sự kiện hay là short có nghĩa là sự cập rất á. Sự cập rất có nghĩa là bắt nguồn từ cái cơ sở dữ liệu history này người ta sẽ quyết định uh, phân bổ data hoặc là report như thế nào hoặc là quyết định rollback như thế nào để đảm bảo là gì cái tính coi như là liền mạch và là tịnh tiến theo thời gian và dữ liệu trong đó là hầu như là không được xóa chỉ có là thêm và thêm và thêm thôi và cái event xuất sinh này ở góc độ thiết kế database á, thì dữ liệu nó sẽ tăng và event mà nó cứ nhồi vô liên tục và cho đến một ngày nào đó nó phình ra thì phải có cái phương án partition hoặc là khai nó hoặc là làm cách nào đó. Trong SQL 2014 thì bạn nhớ là nó có cái, cái tính năng là temporal versioning hay là temporal table gì đó. Nó cho phép là versioning những record luôn. Thay đổi khi nào thay đổi uh, dữ liệu gì là nó ánh xạ từng record kiểu version luôn. Thì nó cho phép mình thiết kế được cái hệ thống event sourcing dựa vào những cái những cái tính năng mà mà thêm vào của SQL Server như vậy. Đó. hoặc là mình có thể biết thêm. Đó còn mà để trigger thì mình mình có thể trigger dùng sql trigger hoặc là trigger từ trên đưa xuống luôn cái nguồn mà từ áp nó đưa xuống có thể là một cái lệnh ví dụ như entity framework insert hoặc là nó bắt nguồn từ một cái thread hay một cái flow khép kín nào đó từ việc insert tóc hay là một data và một cái nguồn insert đó có thể nó, nó đến từ một cái message bus event nó đến từ một cái, một cái queue nào đó thì cái này um, nó anh nói về cái phương tiện diễn giải tí xíu rồi, cho hình dung thôi còn nó nói vậy nó vẫn chưa hình dung được đâu. đâu thì à, vô cái trang này là hằng hà xa số các cái, bậc uh, <laughs> cái, cái bật tin của cái này lộn cái này ở à, đây nè đó Đấy không? CQRS nè những cái design bậc tin mà phổ biến nè từ cơ bản đến nâng cao nè đúng không thì trong cái khóa học Udemy của anh là anh chỉ liệt kê qua ba mấy cái design bậc tin trong quá trình code hoặc là lập trình OB thôi còn những cái design bậc tin ở tầm kiến trúc là nằm ở đây hết nè chưa có khai thác hết đâu đi bên sinh đâu ta đây bên xuất sinh nè nói thì em có tưởng tượng nữa không nó thì mình thiết kế cái hệ thống làm sao để mà cái gì Ai data luôn luôn là cái nhồi vô nhồi vô chứ không được coi như là thay đổi hoặc là gì hết á thì data store này đóng vai trò nếu như một cái event store luôn tất cả các dữ liệu nằm trong event store này đều có giá trị giống như một cái dữ, dữ, liệu persistency gì đó một cái dữ liệu database thực tế gì đó và cái cách thiết kế mặc dù nó khó nhưng mà nó rất là linh hoạt cho những cái dự án enterprise và microsoft à. bố cục của một bài wiki là gì nó là gì ngữ cảnh và vấn đề nào có nghĩa tại sao phải có những cái đó tại sao mà nó có những cái design bật tên này giải pháp đó là gì và khi nào sử dụng nó Okay.